muốn thay đổi bụng sáu múi của Chất Kỳ và chân của anh Mario và đôi mắt của Linh Vũ. No! Đây và đích của Phát nữa. Và ai nữa ta? Dương Minh Đăng hả? Chắc em không lấy được gì luôn á. Thật ra thì chúng ta không nên lợi dụng lúc mà quay vlog để chặt chém nha các bạn. Ủa em không ngờ lại có thể thốt được những lời như vậy đó Tin nè. Tại em bị ép mà nè. Mình thích màu xanh nhưng không hiểu sao đồ của mình lại toàn là màu vàng. Chắc hợp áo vàng nè, quần vàng, cái bảng nó cũng màu vàng luôn. À, có một nhỏ bạn thân nó cũng màu vàng. Qua wow, một bạn trẻ rất là dễ thương năng động ha. Mà hình như bạn nói là bạn thích màu xanh đúng không? Dạ. Hả? Biết đâu lại là định mệnh trong đó. À đúng rồi, hồi nãy bạn có cầm chai nước rửa chén đây chui nồi nè. Hay quá vậy trời. Đồ chui nồi hả? Còn nhìn lại anh đi, cái mặt anh khác cái nồi không hả anh? Em chui cái mặt anh bây giờ. Và năm nay em vừa tròn 20 tuổi. Hả? Hả? 20 tuổi. Wow. 202. 2000. 2k. Trời ơi, nhưng mà búp măng lòng non mới nhiều. Wow. Anh bán em lại 2 tim. Em bắn anh nguyên con tim này. Chứ em nghĩ là em phải lên ôm bạn một cái quá. No! Thôi khỏi nghĩ, khỏi làm đi, đừng làm rồi. Đừng làm, đừng, đừng, đừng. Đừng làm, đừng làm, đừng, đừng. Rồi, thôi làm bộ. Oh no. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa, đã ở ngay trước mắt anh, đây là cả thế gian vũ trụ hoàn mỹ.